Đấy, chia sẻ bác là những cái con bò này á, là anh nhập về trung bình rơi tầm khoảng 25 triệu một con ở trong miền Nam ra. Con này rất là gầy, toàn bò gầy đó các bác. Và đây là mình nhập về để làm nái luôn đấy các bác, làm bò đẻ luôn đấy. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay thì tiện lên trại nhà anh Cường để giao một ít thuốc bổ trợ, thì tôi cũng review lại tổng quan trang trại nhà anh. Và nhà anh cũng vừa nhập về gần 50 con bò cái giống Brahman để sinh sản. Thì đối với trại nhà anh thì hiện tại chương trình dinh dưỡng rất đơn giản thôi các bác ạ. Chủ yếu thì anh sử dụng cỏ tươi trộn với cỏ ủ để cho châu bò ăn. Còn đối với bò vú béo thì anh trộn thêm cả cám và bã bia để vú béo cho châu bò. Con này bị sao đấy à? Con này bị sao đấy à? Dạ? À, dưỡng thai à? Con những con này bò này có chửa hết à? Ôi con này nhìn kinh nhỉ? Chưa? Này chín rồi. Được trăm triệu. Không, làm gì con này. Không được, này không được trăm triệu được. 80 triệu. Bây giờ đối với giá thời điểm thời này chắc không được, không được. Đấy, phải nói là 80 triệu. Trả 80 triệu. Được, bởi thời điểm này nó hơi rẻ nhỉ. Đây các bác có thể thấy nhìn dàn trâu này. Bò ba bê vô béo này. Đây, chia sẻ bác, đây là cái dàn bò mà anh nhập về từ miền Nam đây các bác. Toàn bò man lai Thái nha các bác. Đây này các bác này. Đây là man không sừng này các bác này. Khung rất là to các bác, rất là cao. Ở đây nữa. Đây là những con man mà sừng đây. Đây là man lai bò Thái này các bác này. Đây, chia sẻ bác là những cái con bò này á, là anh nhập về trung bình rơi tầm khoảng 25 triệu một con ở trong miền Nam ra. Con này rất là gầy, toàn bò gầy đó các bác.
Và đây là mình nhập về để làm nái luôn đấy các bác. Làm bò đẻ luôn đấy. Vừa rồi anh nhập về rơi tầm khoảng gần 50 con các bác ạ. Đây các bác có thể chiêm ngưỡng cái đàn bò lái sau này để sinh sản đây các bác. Sau này các bác nhìn cao chưa? Cái con bò này cao anh nhờ, chú nhờ. À, nhìn sướng nhờ. Cao quá kìa, khủng thế mà toàn man lai bò Thái rồi, toàn man lai bò Thái, cao dã man luôn này. Đây những con bò này là một số con là có chửa hết rồi. Chỗ này là có bao nhiêu con có chửa rồi anh? Dạ. Mười hai con có chửa rồi à? Đây các bác có thể là chiêm ngưỡng lại cái đàn bò được anh mua về để gây nái đây các bác, để sinh sản đây. Bò này cũng nhìn rất là đẹp. Đó. Màn đây các bác. Đây là những con ba bê con đây. Sau khi nuôi khoảng hơn 3 tháng, 4 tháng bắt đầu tách mẹ và mình buộc vào đây đây các bác. Thì đối với bò này thì chia sẻ bác là cũng chỉ cho ăn cỏ thôi các bác ạ. Cỏ với rơm thôi. Mấy con bò này cao nhờ bác nhờ. Sướng nhìn nhìn bò này cao thật, cũng bò ngoại khác. Bò cao. Cao so với bò ba bê, bảo bò ba bê chẳng là gì luôn nhờ bác nhờ. Đây ba bê chẳng là gì luôn này bác này. Đây các bác còn nhớ đây là ở đây con này là bình thường, con kia kìa. Đấy. Tắm hết cho cả bò à bác? Nóng này tắm hết cho cả bò đúng không? Đây có cả ngựa, ngày xưa con ngựa này bắt đầu về nhìn nó như nhìn nó còi gầy anh nhở. Bây giờ nhìn nó béo với lại nó mượt hết cả lông này. Đấy. Drop Master này, 3B này. Man này. Đấy con này chắc cũng đang nuôi con này các bác này. Bổ vú này. Đó. Còn chia sẻ với bác là đây là những cái con bò F1 đây các bác này. Đó. Còn những con bò này là bò cái. Vì vậy là nếu mà bò F1 thì mông má nó cũng rất là tốt đây các bác này. Nhìn này. Đây này. Nhưng mà nó lại không có giá trị như bò đực đâu bác. Các bác nhìn mông này. Đó. Các bác nhìn mông má khúc nào ra khúc đấy chưa?
mà nó lại không giá trị bằng bò đực các bạn. Này xịt nó cũng nhàn đấy nhờ. Hôm nay tôi chẳng review gì đâu, chỉ qua cho bác ngắm lại cái trại thôi. Đây các bác có thể thấy hai con bò mà hôm trước tôi vừa review đây, nhưng bây giờ nó lớn rất là nhanh. Bò này lớn nhanh thật, hôm nọ vào đâu mới nhỏ nhỏ thôi, hôm nay nó nhìn này dã man không. Nào anh quay con này gọi là BF1 đấy, nó nhát lắm, này nhát. Nhìn bầu vú con này sợ không? Cái này sắp hot chưa anh Cường? Nhưng mà hôm qua hôm kia mưa nó có hắt vào đây không? Bây giờ nó phải đây. Còn 60 phân hả? 60 phân không? 60 phân bắt đầu mới hot. 60 phân này cho ra cho run ăn luôn. Không phải ủ ước gì luôn. Không phải ủ nó, mình đã làm cái ở trực bột em thấy nó có cái chế phẩm mà em á. Em đấy. Đấy em nhá. Ừ. Đấy anh đưa vào anh phun nó mới không có mùi chứ. Đúng rồi. Anh mua cái đó là bao tiền lít ạ? À? Anh mua gói. Gói à. Thế em thấy nó có cái dạng nước mà. Ừ, có dạng nước. Hòa vào cái dạng nước hình như là nó đắt hơn, nó đắt hơn à. Cái này là anh cho cả cái vỏ cây kia vào đây luôn á? Quả này nó dày một lúc thì nhuyễn hết. Đấy. Có khoảng nhưng mà theo anh nhận xét là cái loại này nó không nóng gì. Đúng. Không lo gì. Nóng một tí nào, có nóng. Bò người ta phát triển thế này mấy hôm nay nắng nóng, chú thấy không? Chú thấy nắng nóng không? Vâng, nắng nóng. Nhưng mà nhìn thấy bò mượt mà đẹp không? Chứng tỏ là cần đi làm cái nhiệt kế đo từ lúc 11 giờ đến lúc 1 giờ cao điểm nắng nhông nhất. Đêm mình xem cam này bò ngủ ngon lắm. Vâng vâng. Ừ. Tức là nó không cũng có hiện tượng nóng. Nắng nóng thì nó bị nóng, nó giật, nó không ngủ được, không phải đi lại. Nhưng vâng vâng. Đêm mẹ nhìn bò nó ngủ ngon. Nhìn bóng nhảy ấy. Tức là làm cái đệm sinh học này cũng không sợ nóng, không sợ nóng. Thực tế rồi. Thực tế đây rồi. Còn đây là chỗ uống cà phê cho bò đây à anh? Đấy, sân chơi đấy. Chỗ uống cà phê cho bò đấy, sân chơi đấy. Cái này nó khô luôn nhỉ, khô ở trong này khô nhỉ. Nó mủn hết lên này mà sướng. Đây, anh dắt vào đây. Nửa tháng nữa chú quay lại xem nó còn nhiễn như thế kia luôn. Đấy không? Vẫn gì phải băm. Cả vỏ cây keo các thứ ở đây luôn này các bác này. Đấy, vỏ cây keo đấy. Vỏ cây keo tất cả. Anh hình dung như cái con vịt hay con ngan mà nó dẫm còn chết cả cổ. Cái cổ này nó dẫm thì cơ. Nhìn con nào con đấy nó bóng mượt lông. Mượt lông nhỉ? Ừ. Thích nhỉ? Này sắp lên giống hết rồi. Cho thêm cái tí muối vào.
Đây là củ cà gai anh. Cây gai. Cây gai, củ... cây gai mà làm bánh gai ấy. À, củ lá gai đây á, cả lá luôn à? Cả cây cả lá. Tức là sử dụng cái này để cho con bò chửa ăn, để nó an thai. À, bây giờ em mới biết đấy. Đấy, bây giờ mình lại học được một cái rồi, đúng không? Cho nên là cây lá gai ngoài tác dụng làm bánh gai ra thì mình còn là an thai cho bò nữa. Đây chia sẻ với bác là một số bác hỏi đó là cái đá liếm cung cấp khoáng cho châu bò là như thế nào, thì đây chia sẻ với bác ở đây là cái đá liếm này các bác này. Đấy. Để cung cấp cho châu bò cái các loại khoáng đa vi lượng thứ này, muối này. Đó. Nếu bác nào có nhu cầu đó là mua thì alo tôi mua hộ cho. Cái này chắc là rơi tầm khoảng 120-130, tôi chưa hỏi. Đó. Chắc là khoảng 120-130 một viên này thôi các bác. Nó cũng rất là rẻ đấy. Nhưng mà cái này thực sự nó rất là hiệu quả các bác. Thì nó cung cấp đó là các khoáng đa vi lượng, muối cho châu bò, và giúp châu bò nó phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn và tiêu hóa tốt hơn, tăng sức đề kháng trên châu bò. Đấy. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đức, đến từ bộ phận phát triển của công ty ProVimi, một cái ngành hàng của Cargill. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người hai cái sản phẩm rất là độc đáo để dùng cho một cái trang trại bò mà chúng tôi cũng đang có cái dư nợ là bán hàng tại đây. Thì đây là một cái trại bò được mới được đầu tư với quy mô là 340 con. Thì trong cái mùa nóng này thì tôi cũng xin giới thiệu với mọi người hai cái sản phẩm có thể giúp cho nâng cao cái sức đề kháng của bò và giúp cho cái con bò nó ăn được nhiều hơn và lớn nhanh khỏe mạnh. Thì đầu tiên là tôi xin giới thiệu với mọi người là cái sản phẩm là Nutrolite, là hỗn hợp các chất giải hòa tan gia súc gia cầm. Thì đây là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Thì như mọi người biết là khi sử dụng cái hỗn hợp chất điện giải này ấy, thì nó sẽ giúp cho con bò uống được đủ nước hơn, cung cấp các cái chất điện giải khuyết thiếu trong cái mùa nóng và giúp cho con bò nó thu nhận thức ăn một cách tốt hơn. Thì cái hàm lượng mà các chất điện giải ở đây là rất lớn, nó giúp cho con bò phòng ngừa được các stress, đặc biệt là stress nóng. Thứ hai nó là phòng trị các cái tình trạng mất nước, đặc biệt là do thiếu nước ở một cái nhiệt độ quá cao. Thứ ba nữa là giúp cho cái đàn bò này hồi phục được sức khỏe nhanh chóng trong các trường hợp bị bệnh, đặc biệt là vào mùa nóng thì nó cũng giúp cho con bò này có thể ăn uống và phát triển được nhiều hơn. Thì cách sử dụng của cái đơn vị sản phẩm này là một cân này thì chúng ta pha với 2.000 đến 4.000 lít nước. Thì một cái sản phẩm thứ hai nữa là một sản phẩm rất độc đáo, đó là Nuvitan. Thì đây là hỗn hợp các chất vitamin hòa tan và đây là các dòng vitamin cao rất là đặc thù mà ProVimi của Cargill muốn cung ứng đến mọi người. Thì cái Nuvitan này là một loại hỗn hợp các cái vitamin cần thiết cho sức khỏe, tăng trưởng và nâng cao thành tích sản xuất ở vật nuôi. Cái đặc tính là hòa tan trong nước, thì các vitamin này sẽ được cho đàn con vật nó hấp thu một cách trọn vẹn. Thì công dụng của nó là phòng ngừa cái tình trạng thiếu hụt vitamin, đặc biệt là nhờ cái thành phần vitamin được phối hợp cân đối ở trong cái công thức. Thứ hai đó là giúp cho gia súc gia cầm tăng được sức đề kháng với bệnh và hạn chế tác động xấu do cái stress nhiệt gây ra. Thì đơn vị sử dụng, cách dùng của nó là một gói Nuvitan 1kg này thì có thể trộn từ 2.000 đến 4.000 lít nước. Thì tôi hy vọng là với hai cái giải pháp tối ưu này thì nó sẽ giúp cho quý bà con chúng ta chăn nuôi bò đặc biệt thành công. Xin chân trọng cảm ơn.